Năm học qua, toàn ngành giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu có một tập thể và 4 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 28 cá nhân được Bộ Giáo dục và Đào tạo trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. 4 tập thể và 41 cá nhân được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tặng bằng khen. 18 tập thể được công nhận là tập thể lao động xuất sắc. 50 tập thể được công nhận là tập thể lao động tiên tiến. 232 cá nhân được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. 1.814 cá nhân được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến. 43 tập thể, tổ chuyên môn, văn phòng, thuộc các trường và 68 cá nhân nhận giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận. 57 nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được lãnh đạo ngành giáo dục quận khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực hoạt động.